Chào mừng mọi người đã đến với chuỗi bài giảng của thầy Lê Thanh Hà. Trong video lần này thì mình sẽ nói tiếp về những cái phần nâng cao hơn về vector. Thì ở lần trước mình đang dừng ở cái giải thích về hai cái phép so sánh này đúng không? Thì bây giờ mình sẽ nói tiếp về cái phép phần operator mà mình chưa nói ở video trước, đó là phần trăm, in phần trăm. Thì đây là cái phép mà mình sẽ xác định xem cái phần tử đấy nó có nằm ở trong cái vector đấy hay không. Ví dụ như là mình tạo ra một vector, mình sẽ tạo ra một vector là 1, 2, 3 đi. Mình sẽ kiểm tra xem là dữ số 2 nó có nằm trong trong cái biến là vector này không, vec này không. Thì mình sẽ gọi là 2% in 100%. Thì đấy, kết quả nó sẽ ra true. Trường hợp mình sẽ đổi thành số 10 đi thì nó sẽ ra false. Đó. Tiếp theo là mình sẽ nói về lúc trước mình trong một vector ấy, thì mình truy vấn tới một cái phần tử ở trong vector đấy thì mình sẽ sử dụng dấu mở ngoặc và đóng ngoặc đúng không? Như kiểu vec 1 này thì nó sẽ lấy ra số 1 ở trong đây. Đây vec 2 thì sẽ lấy số 2 ở trong cái biến vec này. Nhưng mà nó có một cái hay hơn nữa, đó là mình có thể cho một cái vector vào trong cái hai dấu ngoặc này để truy xuất ra được nhiều phần tử hơn. Như đây mình có thể lấy ra hai số phần 1 và số 2 ở đây, hoặc là mình muốn lấy phần tử đầu và cuối là 1 và 3 như thế này thì nó sẽ ra 1, 3. Hoặc nâng cao hơn nữa là mình truyền vào một cái vector ở trong cái mặt vuông này, nhưng mà cái vector đấy nó lại chứa những cái phần tử logical, tức là những cái phần tử true false. Thì cái nào là true thì nó sẽ lấy, và cái nào là false thì nó sẽ không lấy. Ví dụ như 1 thì mình đã là true, tiếp theo là false, tiếp theo là true thì nó sẽ lấy là 1 và 3. Đấy. Tuy nhiên làm cái này thì rất là mất thời gian đúng không? Thì làm cái này để làm gì? Thì ở đây mình có thể hiểu là mình có thể truyền một cái giá trị so sánh, hoặc là một cái operator, một cái điều kiện vào trong đây. Thì nếu mà mình so sánh với hai vector thì nó sẽ ra một cái vector khác chứa các chuỗi là các điều kiện đúng không? Ví dụ như là mình so sánh cái thằng vec này có lớn hơn 2 hay không thì nó sẽ ra là false, false và true, tức là hai thằng đầu thì sẽ là không lớn hơn 2, và thằng thứ ba là lớn hơn 2, tức là 3 lớn hơn 2. Thì để mà mình lấy từ trong cái biến này ra những thằng mà lớn hơn 2 ấy, thì mình sẽ truyền nó vào đây và mình gọi thì nó sẽ ra 3. Tại vì hai cái đầu tiên là false thì nó sẽ không lấy, nó sẽ lấy cái phần tử thứ ba là true. Đó, đây là cách mà mình truyền cái điều kiện vào trong đây. Tức là mình truy vấn, mình lấy những phần tử theo điều kiện mà mình cần. Ví dụ như mình muốn lấy số 2 trong cái vector này thì vec bằng bằng 2 thì nó sẽ là số 2. Đó. Một cái nữa mình cũng muốn nói, đó là cách mà mình modify, mình chỉnh sửa cái phần tử ở trong cái vector này mà mình cũng cần phải gán lại nguyên một vector đấy. Ví dụ như mình muốn sửa số 2 này thành số 20 thì làm sao? Không, mình không thể là mình viết lại vec c rồi 1, 20 và 3 như thế này được. Nó sẽ mất rất là mất thời gian. Mình viết lại toàn bộ một cái chuỗi vector dài như thế thì không được. Thì cách để mình chỉnh sửa đúng một cái vector đấy, đúng một cái phần tử đấy, đó là mình gọi nó ra như thế này, là mình gọi là số 2 ở đây đấy. Thì mình sửa nó thì mình gắn cái phần tử thứ hai bằng một giá trị mới là 20, thì mình sẽ gọi như này và mình sẽ gọi là vec ra để mình kiểm tra kết quả nhé. Thì đấy, kết quả nó ra là 1, 20 và 3. Ngoài ra thì trong một vector thì nó cũng có những cái phép tính toán cộng trừ nhân chia. Ví dụ như là thì giả sử mình nhân cho 2 lên thế này thì tất cả các phần tử ở trong cái vector này đều sẽ được nhân cho 2, hoặc là mình có thể cộng trừ nhân chia của cái vector đấy. Ví dụ như đây mình gắn vector là 1 thì mình cho giá trị của nó là 1, 2 và 3 như thế này, thì mình sẽ cộng hai vector này. Như đây là vector 1, mình sẽ gọi hai cái vector này ra nhé. Đấy. Và mình cộng thử hai vector này thì nó sẽ cộng
dần dần từng những phần tử với nhau, như đây là 1 cộng với 1 2, 10 cộng với 2 là 22, và 3 cộng với 3 là 6. Ngoài ra thì mình cũng muốn giới thiệu qua một số cái hàm mà mình sẽ sử dụng rất là nhiều khi mà mọi người làm việc với vector. Thứ nhất là những cái hàm mà thống kê mô tả, tức là mình thống kê qua về cái hiện trạng số liệu của trong cái vector đấy. Trước mình cũng đã nói về cái hàm gọi là hàm length, thì đây là hàm đếm số lượng phần tử có trong vector. Lúc trước mình đã nói trong video trước nhé, video số 1. Tiếp theo thì để tính tổng tất cả các phần tử. Nó chỉ dùng được khi mà mọi người dùng với vector chứa các dữ liệu là kiểu numeric, thì mọi người có thể dùng hàm sum để tính tổng các phần tử. Như ở đây là biến vec của mình có ba giá trị là 1, 3, 1, 20 và 3, thì mình tính tổng nó sẽ ra 24. Ở đây mình tính tổng sum vec nhé, kết quả ra 24. Một hàm nữa đó là hàm min. Min tức là mình tính trung bình, thì nó sẽ là tính tổng lại và chia cho len, đúng không? Tức là min đây là tính trung bình, thì nó cũng có nghĩa là bằng sum chia cho len. Đấy, như đây mình tính min của hai của vec thì nó sẽ là 24 chia 3 sẽ ra 8. Tiếp theo là một cái hàm nữa, đó là hàm median. Mọi người khi học thống kê thì nó có một cái con số phản ánh cái đại diện cho một cái tổng một cái bộ số liệu, một cái bộ dữ liệu, đó là median là trung vị. Thì ý nghĩa của nó tức là tại cái mức trung vị này thì sẽ có khoảng sẽ có thể có 50% cái bộ dữ liệu sẽ bé hơn cái mức trung vị này, có thể chứ không phải là luôn luôn là sẽ có đủ 50% nhé, có thể là lớn hơn 50% một chút, hoặc là có thể là bé hơn 50%, nhưng nó cũng sẽ ở cái khoảng đấy, tức là nó có thể nó phải nhỏ hơn cái mức này, nhỏ hơn mức trung vị này. Vì sao nó có thể không phải chắc chắn 50%? Bởi vì có những trường hợp là dữ liệu nó bị trùng lặp nhau, thì nó sẽ tăng lên quá 50%, nó sẽ không bằng cái số 50 nữa. Thì nói chung là tại cái mức đấy, tại cái mức trung vị thì có khoảng 50% bộ số liệu có khoảng 50% quan sát nhỏ hơn mức này. Thì khi mình tính median cho cái thằng vec thì nó sẽ ra 3. Thì nó sẽ ra 3, tức là tại cái mức 3 này thì sẽ có khoảng 50% là phần tử nhỏ hơn cái mức này, tức là 1 và 2. Tiếp theo mình muốn nói đó là độ lệch chuẩn SD, Standard Deviation, thì nó là độ lệch chuẩn, tiếng Việt là độ lệch chuẩn, thì nó là một cái chỉ tiêu để phản ánh cái mức độ đại diện của cái số trung bình ở trong cái tổng thể. Và cái tổng thể ở đây tức nghĩa là cái vector đấy, cái những cái phần tử trong vector đấy, thì cái số trung bình mình tính ra nó phản ánh nó có đại diện hay không, thì nó tùy thuộc vào cái độ lệch chuẩn nó có cao hay không. Thì ở đây mình tính độ lệch chuẩn thì mình sử dụng hàm SD và mình truyền cái vector đấy vào, thì nó sẽ ra kết quả ở đây. Một cái hàm nữa cũng dùng rất là nhiều, đó là mình sắp xếp các phần tử ở trong vector đấy. Ví dụ ở đây là 10, 20 và 3, thì mình sẽ sắp xếp theo thứ tự tăng dần và giảm dần. Thì đây mình thử nhé, sort vector để xem nó là tăng dần hay giảm dần nhé. Đây là sort sắp xếp. Đó, nó sẽ theo cái chiều hướng là giảm dần. Nhưng để tăng dần thì làm sao? Thì nó sẽ có cái thông số. Đây mình sẽ dùng hàm help để mình hỏi. Thì đây decreasing, nó một cái tham số khi mình truyền vào, tham số nó nhận cái dữ liệu truyền vào là kiểu logical,
Thì nếu mà true thì tức là nó sắp xếp theo cái hướng là giảm dần. False or true thì nó sẽ ra cái chiều hướng là giảm dần. Ok. Tiếp theo mình muốn nói về một cái cũng rất cũng khá là quan trọng khi mà mọi người dùng với vector, đó là khi mà mọi người xuất ra như này thì nó sẽ ra một cái vector như này đúng không ạ? Nhưng mà khi mà gặp một người trường hợp mà cái vector nó quá dài mà mình không biết được chính xác cái phần tử nó nằm ở đâu, thì lúc đấy mình không thể nào nhớ cái mình không biết nó nằm ở chính xác nằm ở đâu, thì mình không thể nào mà nhớ được để mình định cái con số cái index vào đây để mình truy xuất vào đúng cái phần tử trong vector đấy đúng không? Thì lúc đấy thì mình cần phải đặt tên cho những cái phần tử trong vector đấy, gắn cái vị trí đấy với một cái tên nhất định để khi nào mình truy xuất thì nó sẽ dễ hơn. Như ở đây mình sẽ sử dụng hàm là hàm name để lấy ra vị trí những cái phần tử đúng hơn. Thì ở đây name thì nó sẽ ra null, tức là không có cái giá trị gì hết, không có cái nhãn của những cái vector này. Thì lúc đấy khi mà nó không có thì mình sẽ gán, giả sử như mình gán ABC vào đây thì mình sẽ gọi là cái nạp hàm ở trên nhé. Đó, nó sẽ ra A, B và C. Và khi đấy mình sẽ gọi ra cái vector lúc đầu thì nó sẽ ra ra nó sẽ ra một cái kiểu như là một cái bảng ấy. Và A sẽ là 1 này, B sẽ là 20 và C sẽ là 3. Khi đấy ấy, thay vì mình giả sử mình truy xuất vào số 20 thì không phải là vec 2 như thế này nữa, mà mình có thể là vec B như thế này luôn. Thì nó sẽ truy xuất ra đúng cái giá trị đấy luôn mà mình không cần phải nhớ cái vị trí của nó như là 1 2 3 như thế, mà mình chỉ cần nhớ cái tên của nó thôi. Khi đó mình truy xuất ra sẽ rất là nhanh. Đấy. Và đây là kết thúc cái phần về vector mà mình muốn chia sẻ trong hai video này. Đây cũng chỉ là những phần cơ bản về vector thôi. Về sau sẽ có những cái phần mà mình nâng cao hơn nữa và cũng sẽ khó hơn. Thì cái đấy mình sẽ nói rõ hơn trong những cái video khi mà mình kết hợp với những cái bài giảng khác, thì lúc đấy nói nó sẽ dễ dàng hơn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Chào mọi người. Ok.